Lời Phật dạy về cách vượt qua khó khăn, tập trung vào việc rèn luyện tâm trí, hiểu rõ nguyên nhân của đau khổ và áp dụng các nguyên tắc đạo đức để hướng tới giải thoát và hạnh phúc. Dưới đây là một số lời dạy chính. 1. Nhận thức về khổ đau Phật giáo khẳng định rằng cuộc sống luôn có sự khổ đau, Dukkha. Thừa nhận rằng khó khăn là một phần tự nhiên của cuộc sống, giúp chúng ta chuẩn bị tâm lý và đối mặt với nó một cách bình tĩnh hơn. 2. Hiểu về nguyên nhân của khổ đau Theo Phật giáo, Nguyên nhân gốc rễ của khổ đau là sự tham lam, sân hận và si mê tam độc. Để vượt qua khó khăn, chúng ta cần nhận diện và loại bỏ những nguyên nhân này bằng cách thực hành tâm từ bi, lòng kiên nhẫn và trí tuệ. 3. Thực hành chánh niệm và thiền định. Chánh niệm giúp chúng ta giữ được tâm an định, không bị cuốn vào lo âu, sợ hãi. Thiền định giúp thanh lọc tâm trí, tạo ra sự bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết khó khăn. 4. Ứng dụng bát chánh đạo. Bát chánh đạo là con đường dẫn đến giải thoát, gồm chánh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tránh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thực hành những điều này giúp chúng ta đối diện và vượt qua khó khăn một cách đúng đắn và có hiệu quả. Năm phát triển lòng từ bi và giúp đỡ người khác. Khi đối mặt với khó khăn, lòng từ bi và sự sẵn lòng giúp đỡ người khác sẽ giúp chúng ta giảm bớt sự tập trung vào chính mình và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. 6 Sống đơn giản và buông bỏ, buông bỏ những ham muốn khao khát không cần thiết sẽ giúp giảm bớt áp lực và khó khăn trong cuộc sống. Phật dạy rằng sự đơn giản hóa cuộc sống sẽ giúp chúng ta dễ dàng đối mặt với những thử thách. 7. Niềm tin vào nhân quả. Hiểu rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân và hậu quả. Nếu chúng ta gieo nhân tốt, hành động đúng đắn, khó khăn rồi sẽ qua đi và chúng ta sẽ nhận lại những điều tốt đẹp. Những lời dạy này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển trí tuệ, tâm từ bi và đạo đức để vượt qua khó khăn và đạt được hạnh phúc thật sự. Nhận thức về khổ đau, khái niệm dukkha trong Phật giáo, khổ đau dukkha không chỉ ám chỉ nỗi đau về mặt thể xác mà còn bao gồm tất cả những sự không thỏa mãn, bất toại nguyện trong cuộc sống. Đó có thể là sự thất vọng, mất mát, bệnh tật, cái chết hay thậm chí là sự biến đổi tự nhiên của sự vật và hiện tượng. Thừa nhận khổ đau Việc nhận thức rằng khổ đau là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống giúp con người chuẩn bị tâm lý để đối diện với những thách thức này. Phật giáo dạy rằng không thể tránh khỏi khổ đau, nhưng chúng ta có thể học cách để sống chung và vượt qua nó một cách bình tĩnh, không bị lôi kéo bởi cảm xúc tiêu cực. Hiểu về nguyên nhân của khổ đau Tam độc, theo Phật giáo, nguyên nhân gốc rễ của mọi khổ đau là tam độc. Tam, greed, sun, hatred, si, delusion. Đây là những yếu tố tâm lý làm mờ đi trí tuệ và dẫn dắt con người đến hành động sai lầm, gây ra đau khổ cho chính mình và người khác. Loại bỏ tam độc Để vượt qua khó khăn, Phật dạy chúng ta cần nhận diện và loại bỏ những nguyên nhân này thông qua việc thực hành tâm từ bi meta, lòng kiên nhẫn và trí tuệ. Tâm từ bi giúp chúng ta nuôi dưỡng tình yêu thương và sự tha thứ, giảm bớt sự sân hận Trí tuệ giúp chúng ta nhìn nhận thực tế một cách rõ ràng, không bị lừa dối bởi những ảo tưởng. 3. Thực hành chánh niệm và thiền định. Chánh niệm, sati. Chánh niệm là sự tỉnh thức, giữ cho tâm trí luôn hiện diện trong khoảnh khắc hiện tại, không bị sao lãng bởi những suy nghĩ tiêu cực hay lo lắng về quá khứ và tương lai. Khi thực hành chánh niệm, chúng ta có thể nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng và điềm tĩnh hơn từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt trong hoàn cảnh khó khăn. Thiền định. Samadhi, thiền định là một phương pháp rèn luyện tâm trí giúp thanh lọc những suy nghĩ tiêu cực và tạo ra sự bình tĩnh, sáng suốt. Qua thiền định, con người có thể tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống, giảm bớt căng thẳng và lo âu, từ đó dễ dàng vượt qua những khó khăn trước mắt. 4. Ứng dụng bát chánh đạo. Bát chánh đạo đây là con đường Phật giáo chỉ dẫn để đạt tới giải thoát, gồm 8 yếu tố. Tránh kiến, right view, tránh tư duy, right intention. Tránh ngữ, tránh nghiệp, right action. Tránh mạng, right livelihood. Tránh tinh tấn, right effort. Tránh niệm, mindfulness. Và tránh định, right concentration. Thực hành bát tránh đạo. Khi đối mặt khó khăn, thực hành bát tránh đạo giúp con người duy trì sự bình tĩnh, giữ vững đạo đức và trí tuệ can, từ đó vượt qua mọi thử thách một cách đúng đắn và có hiệu quả đây là con đường dẫn tới giải thoát khỏi khổ đau mang lại hạnh phúc bền vững năm phát triển lòng từ bi và giúp đỡ người khác à, lòng từ bi meta phật giáo dạy rằng lòng từ bi là tình yêu thương vô điều kiện đối với mọi chúng sinh khi đối mặt với khó khăn nếu chúng ta biết nuôi dưỡng lòng từ bi và sẵn lòng giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ giảm bớt được sự tập trung vào nỗi đau của chính mình. Điều này không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn giúp chính chúng ta cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Giúp đỡ người khác. Khi giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn, chúng ta sẽ cảm thấy mình không cô đơn và những khó khăn của bản thân sẽ trở nhẹ nhàng hơn khi so sánh với những nỗi đau của người khác. 6. Sống đơn giản và buông bỏ Buông bỏ Phật giáo khuyến khích sự buông bỏ những ham muốn, khao khát không cần thiết bởi chúng chính là nguồn gốc của khổ đau. Khi buông bỏ những thứ không thực sự cần thiết, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và điều này giúp giảm bớt áp lực và khó khăn trong cuộc sống. Sống đơn giản Đơn giản hóa cuộc sống chỉ tập trung vào những điều thực sự quan trọng và cần thiết giúp chúng ta dễ dàng đối mặt với thử thách mà không bị gánh nặng bởi những thứ phù phiếm. Cuộc sống đơn giản cũng giúp chúng ta nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng và chân thật hơn. 7. Niềm tin vào nhân quả, luật nhân quả. Phật giáo dạy rằng mọi hành động, lời nói và suy nghĩ đều có nhân và quả. Mọi việc xảy ra trong cuộc sống đều có nguyên nhân của nó và hành động hiện tại sẽ tạo ra kết quả trong tương lai. Khi gặp khó khăn, hiểu và tin vào luật nhân quả, giúp chúng ta chấp nhận hoàn cảnh hiện tại với tâm lý bình tĩnh, không than phiền hay trách móc. Gieo nhân tốt để vượt qua khó khăn và đạt được hạnh phúc. Phật dạy rằng chúng ta cần gieo nhân tốt bằng những hành động, lời nói và suy nghĩ đúng đắn. Khi hành động một cách đạo đức và trí tuệ, những khó khăn hiện tại rồi sẽ qua đi và chúng ta sẽ gặt hái được những điều tốt đẹp trong tương lai. Những lời dạy này không chỉ giúp chúng ta vượt qua khó khăn trong cuộc sống mà còn hướng dẫn cách sống sao cho đạt được hạnh phúc bền vững và sự giải thoát khỏi khổ đau